Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, những năm qua, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề tự do báo chí để tuyên truyền, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do Internet, bắt bớ nhiều blogger. Họ cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Thời gian gần đây, trên các kênh thông tin, phương tiện truyền thông vốn có định kiến với Việt Nam cho đăng tải một bản báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF xếp Việt Nam vào những nước có tình trạng bóp méo thông tin. Đây là một trong những tổ chức phi chính phủ thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ, giật dây, móc nối với các phần tử chống đối trong và ngoài nước, xuyên tạc công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn của những khảo cứu làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp hạng của tổ chức này chỉ là nhóm người có những bất đồng với nhà nước về quan điểm, đường hướng hoạt động báo chí hoặc đã, đang bị bắt, xử lý vì hành vi vi phạm liên quan. Đó thực sự là những chiêu trò hạ uy tín, làm cơ sở để gây sức ép với Việt Nam trong tiến trình Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Một số thành phần cơ hội chính trị, những người có tư tưởng cực đoan, thù địch trong nước, lấy đó là cơ sở, cố tình tảng lờ những điều khoản nghĩa vụ kèm theo trong việc viện dẫn các quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam về quyền tự do báo chí, rồi tán phát qua Internet, mạng xã hội, rêu rao rằng tự do báo chí là một quyền tuyệt đối. Từ đó cổ suý các phần tử bất mãn, các đối tượng chống đối, lợi dụng quyền tự do báo chí, hoạt động tích cực, quyết liệt hơn. Bây giờ trên các mạng xã hội xuất hiện rất nhiều các nhà cách mạng, các nhà dân chủ, các phóng viên độc lập, cái loại đó nhiều lắm. Mà theo hiểu biết của tôi thì nó, đấy là những cái hoạt động nó núp dưới cái chiêu bài là đấu tranh vì dân chủ để chống lại chính quyền. Cái hoạt động của cái số đối tượng này nó rất giống với cái hoạt động của những cái gọi là nhà dân chủ ở các nước Liên Xô cũ, ở Đông Âu Liên Xô cũ. Và qua tôi theo dõi thì ở bên đó họ cũng lập ra những đài phát thanh, những kênh truyền hình và được các tổ chức gọi là vận động dân chủ ở phương Tây tài trợ cho những cái hoạt động này. Rõ ràng số này làm gì có tiền để mà hoạt động như thế. Căn cứ vào các bản đánh giá một chiều không chính thống như thế, các phần tử chống đối tìm cách tác động và gửi đến các tổ chức quốc tế những nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí. Mặc dù các báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của Anh, Australia, nghị quyết của Nghị viện EU, báo cáo thường niên, thông cáo báo chí của các tổ chức quốc tế như Phóng viên Không Biên Giới, RSF, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, CPJ thừa nhận Việt Nam có tiến bộ về dân chủ nhân quyền, nhưng vẫn xuyên tạc tình hình, vu cáo nhà nước vi phạm tự do báo chí, đàn áp, bắt giữ trái phép các blogger. Một số phần tử còn tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ, Anh, Canada, tổ chức điều trần, hội thảo, xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, nhằm tác động Liên Hợp Quốc, ra nghị quyết bất lợi đối với Việt Nam. Có không ít hoạt động tác động, lôi kéo, mua chuộc các phần tử chống đối, cơ hội chính trị, số phóng viên tha hóa, biến chất, tăng cường viết bài xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi tán phát trên mạng xã hội Internet. Đặc biệt, các đối tượng còn thành lập các câu lạc bộ, các diễn đàn trên mạng xã hội dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do báo chí để tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Báo chí là những người tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, của Nhà nước đối với nhân dân. Và báo chí cũng là nơi phản ánh những phong trào của nhân dân trong cái công cuộc xây dựng đất nước ta. Và vì vậy cho nên là thường là các thế lực thù địch rất quan tâm tới lực lượng báo chí. Cái hiện tượng mới nhất tôi muốn nói với các đồng chí đó là trường hợp một nhà báo cũng ở Đài Tiếng Nói Việt Nam trước đây đấy, anh Phạm Thành, rồi anh đã viết lành kèo, cuối cùng là anh đã phải quản thúc rồi. Tôi với anh Phạm Thành cũng đã thân thiết với nhau trong những thời gian làm việc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam chứ. Nhưng nếu không tỉnh táo, cứ đọc những cái đó, cứ nghe những cái đó để mà làm theo hoặc là để im thôi, không phản ứng gì, đó là sai rồi. Trên Facebook của tôi cũng đã có cái bài viết về trường hợp này. Tôi cho cái đó là không đẹp, không hay cho đất nước chúng ta. Thưa quý vị, ngay từ khi khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định
tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 75 năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do báo chí. Và báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân và là cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ở Việt Nam, báo chí cách mạng đã trở thành cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy công cuộc xây dựng phát triển đất nước, là phương tiện để người dân kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến phản biện đối với các chính sách pháp luật của nhà nước, là công cụ để bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền của người dân. Đời sống báo chí của Việt Nam đang phát triển sinh động, sôi nổi, đảm bảo mọi công dân đều có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ở Việt Nam, hiện đang phát triển đầy đủ các loại hình báo chí, từ báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử. Cùng với các hãng thông tấn báo chí trong nước, các hãng truyền thông báo chí nước ngoài cũng đang hoạt động tích cực tại Việt Nam. Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, mạng xã hội, các hoạt động báo chí ngày càng trở nên đa dạng. Ngày nay thì với cái điều kiện kinh tế phát triển hơn thì cái khả năng để người dân có thể tiếp cận thông tin cũng tăng lên rất nhiều. Chúng ta thấy rằng là bây giờ là người dân ở tất cả các vùng miền, có thể nói là tất cả các vùng miền đều có thể tiếp cận được với đài, đối với lại truyền hình. Rồi ngày nay thì với điều kiện công nghệ mới thì cái Internet cũng là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin không những là nhiều hơn mà còn nhanh hơn, gọi là thông tin không những trong nước mà cả ngoài nước. Sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội thu hút khoảng 3.000 phóng viên quốc tế. Thời gian này, Việt Nam trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế với vai trò nước chủ nhà. Các tờ báo lớn, các hãng thông tấn trên thế giới đều đồng loạt đăng tải trên trang nhất về công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về một đất nước thân thiện, thượng khách, yêu chuộng hòa bình. Tôi nghĩ rằng rất khó để bao quát hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, Việt Nam đã tạo điều kiện rất tốt cho phóng viên tập trung tác nghiệp tại trung tâm báo chí về các diễn biến của hội nghị. Các thiết bị kết nối cũng được chuẩn bị rất kỹ. Chính phủ Việt Nam quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và nước chủ nhà Việt Nam đăng cai sự kiện quan trọng này cũng đã làm rất tốt vai trò của mình. Đây là sự kiện lớn. Những ngày tới, Việt Nam sẽ là trung tâm của thế giới. Toàn bộ thế giới sẽ hướng sự quan tâm về quốc gia này. Thời tiết đang rất ủng hộ chúng tôi, không mưa cũng không quá nắng, an ninh cũng được đảm bảo tốt. Tôi đã đến Việt Nam trước một tuần khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra, an ninh được thắt chặt, tại các địa điểm chúng tôi tác nghiệp đều được bảo vệ tuyệt đối. Người dân ở Hà Nội rất thân thiện và gần gũi. Tại khách sạn chúng tôi ở, tình hình an ninh cũng rất tốt, không có một vấn đề phát sinh nào về an ninh xảy ra. Đó là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể dễ dàng tác nghiệp khi đưa tin tại đây. Những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trên trường quốc tế là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, là những khẳng định cho mọi nỗ lực mà Việt Nam cam kết với cộng đồng quốc tế, là sự tín nhiệm công nhận của cả thế giới về một quốc gia luôn tôn trọng và đặt quyền con người là mục tiêu phát triển đầu tiên. Không thể phủ nhận được một điều là trong thực tế hiện nay, các đối tượng phản động, chống phá, những đối tượng thù địch và thiếu thiện cảm với Việt Nam đã tận dụng mọi cơ hội, mọi phương thức thủ đoạn để chống phá Việt Nam trên tất cả các phương diện. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản thôi là trong cái đợt gần đây, đại dịch Covid-19 đã hoành hành khắp thế giới. Tuy nhiên là trong khi đất nước Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tích, đã trở thành một đất nước gương mẫu trong việc chống dịch, ngay cả so với những quốc gia phát triển, thì các thế lực thù địch, kể cả thế lực thù địch người Việt và các thế lực thù địch nước ngoài, vẫn tận dụng mọi cơ hội để rêu rao những quan điểm, gây sự nghi ngờ, nghi kỵ, và trong thực tế thì đã tạo ra rất nhiều những cái thông tin giả, đến mức chúng ta đã phải coi là thực sự nó là một cái đại dịch của tin giả về Covid-19, và thậm chí cái đại dịch này còn khó khắc phục hơn cả cái dịch Covid-19. Và điều đó nó cho thấy báo chí chính thống trong nước cần phải rất là mạnh mẽ và phải tăng cường cái cuộc đấu tranh để chống lại
cùng với Đảng, Nhà nước chống lại những luận điệu xuyên tạc. Hiện nay, Việt Nam có hơn 19.000 nhà báo được cấp thẻ, làm việc ở gần 900 cơ quan báo chí, đủ các loại hình, từ truyền thống đến hiện đại. Các cơ quan báo chí đều có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại và đội ngũ nhà báo luôn tâm sáng, lòng trong, bút sắc, đang hàng ngày, hàng giờ truyền tải thông tin trong nước và quốc tế một cách khách quan, trung thực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân trong cuộc sống. Báo chí còn là diễn đàn, phương tiện phản biện xã hội tích cực, tham gia có hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, tiến bộ. Trong bối cảnh báo chí đang chịu nhiều sự tác động từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động báo chí. Đòi hỏi trách nhiệm của những người làm báo ngày càng phải nâng cao. Nhiệm vụ nặng nề và vinh quang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng càng phải được thể hiện rõ. Bởi những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tiếp tục coi báo chí là một vũ khí sắc bén tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng. Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là công tác đấu tranh của chúng ta cũng còn những hạn chế nhất định. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là trong công tác đấu tranh thì những cái sản phẩm báo chí, những cái tác phẩm báo chí để đấu tranh vẫn có cái nội dung nó còn mỏng, chưa đủ sức thuyết phục. Nhiều hệ bài đưa lên thì không những là không bẻ gãy được những cái luận điệu xuyên tạc sai trái mà còn gây những cái còn gây phản tuyên truyền. Trên cái mặt trận đấu tranh tư tưởng của Đảng ta gồm rất là nhiều binh chủng trong cái hệ thống công tác tư tưởng của chúng ta với nhiều sản phẩm báo chí, nhiều tác phẩm báo chí, nhưng phải có cái lực lượng chủ lực tiên phong, có thể nói là vũ khí hạng nặng. Đấy chính là những cái hệ bài đấu tranh lý luận chính trị. Mình làm cho cái môi trường truyền thông của mình, báo chí nhà nước của mình, báo chí nhà nước của mình nó cập nhật với đời sống, nó gần gũi với đời sống hơn, nó gần gũi với công chúng hơn, và để công chúng người ta tin cậy hơn, gắn bó hơn, để dần dần người ta không tiếp cận với những thông tin kia. Ai tiếp cận thông tin kia chỉ là sự tò mò. Cùng với việc là tăng cường sức mạnh của báo chí trong hệ thống thì chúng ta phải nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước hết là đạo đức. Đạo đức nghề nghiệp nhà báo, nhà truyền thông. Anh nói cái gì, anh đấu tranh cái gì là vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Thì Đảng ta bây giờ đặt lấy dân tộc, lấy nhân dân là lý trên hết. Ổn định để phát triển, để nâng cao đời sống. Thưa quý vị, tự do báo chí không phải là sự tự do vô nguyên tắc để rồi trở thành công cụ phục vụ mục đích đen tối. Hệ thống pháp luật quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia đều thừa nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của mọi tổ chức cá nhân, nhưng đều khẳng định đó không phải là quyền tự do tuyệt đối, bởi tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật. Mọi hành động lợi dụng tự do báo chí phục vụ cho những mưu đồ xấu, vi phạm dân chủ, đạo đức và thuần phong mỹ tục, pháp luật nhất thiết phải bị nghiêm trị,